Chào các bạn nhé, sáng hôm nay là 20 tháng 9 năm 2023. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là chiếc máy cắt CNC được tự chế tạo bởi Khắc Trường Sơn. Thì các bạn ạ, chúng tôi đang cắt cái sản phẩm có tên là nắp tên lửa Mark 4. Mark 4 là tốc độ siêu vượt âm cấp độ số 4. Tôi treo vậy thôi, chúng tôi mà làm một tên lửa thì các bạn, đất nước mình giàu lắm rồi. Tốc độ rất nhanh các bạn nhé, tốc độ cắt rất nhanh. Đấy, đi ra cạnh mép thôi. Tốc độ chúng tôi thôi anh em. Đây là cái nắp tên lửa hình nón các bạn ạ. Cái nắp tên lửa hình nón kiểu như thế này, kiểu như cái nón cái mũ kia các bạn nhìn nhỉ. Đấy. Thế là xong. Các bạn sẽ nhìn thấy những chiếc tên lửa Tomahawk hay là Tomahawk được những người thợ ở Pakistan di chuyển sang Việt Nam để sản xuất. Và đây là cái cánh của tên lửa, đây là nơi để chứa liều phóng này, đây là chứa liều nổ phóng này. Và chiếc tên lửa để vào được nó thì cũng vô cùng là nan giải, anh em toàn dùng toàn thủ công thôi. Đấy. Tất nhiên là có những công đoạn cắt CNC nhưng về cơ bản là phải xuất khẩu sang Triều Tiên. Rồi bên Triều Tiên thì thấy người ta nói rằng là Triều Tiên là kho thuốc súng của vùng châu Á, bình thuốc súng của vùng châu Á, cho nên chúng tôi sẽ xuất khẩu sang Triều Tiên, và từ Triều Tiên thì chúng tôi sẽ vòng sang Úc Càng.